Đây, chào anh em nhá. Hôm nay anh em mình đi đi kiếm ăn tí các bạn ạ. Lâu rồi anh em mình không đi kiểu đi rừng, đi suối tự kiếm ăn rồi tự nấu nướng rồi. Cái này cho nước ra bên kia này, cá nó ở đây tốn. À, lấy cái vũng này gì? Đây này. À, chiến thôi. Đấy, chơi, anh em mình chơi từ cái kia kia lên. Mình cho nước vào cái kia cho mình dụng hết. Đúng rồi. Đấy, rồi anh em mình chiến ở chỗ này. Nhưng mà sợ họ năng bón phân thôi. Okay. Rồi, anh em mình sẽ bắt cá suối anh em nhá. Bắt rạch nhỏ. Đi đấy. Gì đấy, chạy cả? Chắc là con trà lùi đấy. Con mà lươn đi. Cua. Cua. Không phải. Nó phi từ đấy ra mà. Đấy, tôi dùng con phi ra mà. Đấy. Sành của bác Khánh đâu? Đấy. Nó chui vào trong kìa. Ừ. Không chơi được đâu. Bơi với ta đấy. Ý nó không định từ bỏ cái con kìa. À. Thế nó vào đây rồi. Cá ấy à, cá lóc bia. Đây là nhiều nòng nọc cóc cho anh em ơi. Hay là anh em mình pho nòng nọc cóc ăn. Ăn con kia là con ong ấy. Ừ, anh em mình ăn nòng nọc cóc thì vào tầm ngày tháng sau ấy thì năm sau thì là anh em mình dỗ thôi. Đơn giản mà đúng không? Được một năm là dỗ một lần đúng không? Ừ. Mà người Thái mình không có dỗ gì đâu. Ừ. Chỉ có Tết mới về được ăn, về ăn thôi chú chú anh ạ. Tết thì anh em vợ con cúng cho ăn đúng không? Ừ. Còn nếu muốn ăn quá thì anh em mình làm cho người nhà ốm ra. Ừ. Họ đi xem bói thì mới có ăn. Cúng cho gà lợn gì đâu. Còn làm mạnh nữa thì cúng bò. Ừ. Cúng bò thì ít khi, tuần đa số là cúng trâu ấy. Ừ đúng rồi nhỉ, bò ít nè, trâu thôi đúng không? Con bò chắc là con nhỏ. Con nòng nọc cóc này rất là độc, nhưng nó ăn xong chết luôn này em ạ. Không thấy mà. Thế nó chui vào đấy mà không được à? Ừ. Vào đây chứ mà không thấy. Không có. À đây rồi, đây rồi. Ờ. Đây rồi, đây rồi. Giỏi, con này nó giỏi khôn đấy đấy. Đấy. Ấy 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 ấy. À. Ôi 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 ôi. Ê, có ăn. À. Con lòi đi. Khôn lắm. Ôi giời ơi. Cho vào ấy thôi nhỉ, chắc là cho phải đi lại ông tre. Hay cho vào nồi chú Dũng ấy. Đây, cho vào bom đi. Cho vào nồi ấy, chú Dũng có nồi có nắp mà. Nồi cho nó nhảy ra ngay. Có nắp mà chú anh. Mình phải khóa nắp lại chứ. Ừ. À nhưng vẫn nhảy được nhờ. Chuẩn ra thì phải cho vào ấy. Lúc mình ấy đấy, lúc mình tắt nó ra. Ôi. Gì đây? Có ăn này. Đọc bi à? Làm gì có. Con cua. Ui to thế. Ôi anh này. Nó nằm im luôn, sợ thật. Ờ. Sợ thật đấy, tôi không nhìn. Thế thường mấy con cá kiểu này nó hay có mấy cái con suối nhỏ nhỏ thế này anh em ạ. Bác cả mãi linh. Ồ đi rồi bác Khánh. Kìa. Đấy. Rồi anh ơi. Nó vào trong này chưa? Nó vào trong này rồi. Nó là của mình hết đấy cho anh ạ. Ừ. Anh em mình nó trong này. Chú Hũ này nhỏ này. Thấy không? Hay là thoát. Ủa, rồi. Nó khôn lắm. Bọn này kinh lắm, nó vào bùn ghê lắm anh em ạ. Lần bùn rất là nhanh nha mọi người nhá. Đây con gì đây? Con hé này. Ờ, con đấy chắc không lấy đâu. Nó lấy. Nó lấy à? Ôi giời, để làm. Ủa, gì anh em ơi, có con sâu gì đây? Con sâu ấy à, con bộ khát chít à, lấy đi. Đâu? Nó vào chỗ này rồi à? Ôi sao không thấy nữa nhỉ? Ui. Hay là nó lại trèo lên trên rồi. Này con này khôn lắm. Đấy. À đây, con con tôm. Con tôm bay, con trùng chuồn chuồn. Đâu? Ui ôi. Con này không phải đâu, con này. Con này ăn được không? Con kia không chơi được. Không chơi được. Con này không chơi được. Thế thì bỏ. Phải nào? Ừ. Thấy nó đây mà này. Ui kia đấy. Bác Khánh thấy à? Ồ, thì nó nhảy trên bác Khánh rồi sao ấy? Rồi, ăn. Nhưng mà con của chỗ anh kia thấy to, không phải con nhỏ này đâu. Giỏi, nó giỏi thật nhỉ? Ừ, con này nhỏ. Này, cái chắc là con này đúng không? Không phải đâu. Hai con em thôi ạ. Hứ? Hai con. Thế? Ừ. Con cá chạch, cá chạch ở đây, cá chạch ở đây. Đây, cá con nhỏ đây. À đây, đang thấy có một con cá chạch ở đây này. Ồ, vừa thấy mà nhỉ? Chạy rồi. Cái suối này kiếm ăn hơi khá đấy anh em ạ. Suối nhỏ nhỏ này.
Ui chú anh vào đi, có thấy thấy một con trạch mà, anh em mình phải. Chú cũng chỉ tin chú Dũng thôi, trước kia cũng thấy con to cũng được mà đúng không? Con lươn đấy nhỉ. Ừ. Ừ. Thế chỗ này à? Chỗ này. Em trạch. Cá trạch mà cho anh. Con ngon nhất. Tí anh em có ăn ngay. Ôi nhỉ, con này vào nhanh thật đấy. Đâu đâu nhỉ? Vừa thấy ở đây anh em, bây giờ anh em mình không phải phải đào. Tí nữa. Anh em phải lấy con cá trạch này ra rồi anh em mình đào từ dưới lên. Anh em mình vừa thấy ở đây nhá, anh vừa anh em sẽ phải khoét cái lỗ này xem nó đi chui đâu được anh em ạ. Hay là nó đi bùn rồi chứ đúng. Lấy bùn kia lấy hẳn ra đi. Anh em mình đi gọi là đi đào mương đấy anh em ạ. Anh em đi này. Anh em thấy mương chưa? Anh em mình vét mương. Sợ quá Khánh. Say rượu mà nói. Sợ thật mà, mương máng mà. Bác Khánh chưa gì sáng đã say rồi. Còn thế thì không được. Chịu nhỉ. To luôn chứ. Chúc bác Khánh. Anh cũng cần thêm đi để cho nó được đi. Muốn được lắm ấy chứ. Bác thì bác thế nó ở đấy rồi. Còn chú cũng biết lấy rồi. Cái này phải gọi nhất lên cái này. Ý, cháu nó lên thì ok ngay. Còn đấy mất tích rồi anh em ạ. Cháu chui vào sâu lắm. Chứ biết là ở chỗ nào. Cho lên bờ luôn đi em thơm. Khơi rãnh luôn. Đấy, ăn trong ở đây rồi đấy. Đơn bế hiền mà nọ. Thở gút hết bùn ra mới thấy cho anh ạ. Thì nó ra củ bùn rồi. Mất tích. Đâu rằm nhỉ? U đúng rồi. Đâu rằm nhiều thật. Anh em vẫn không chịu từ bỏ cái con cá chạch kia anh em ạ. Vẫn thấy à? Lỗ cua à? Cua nhỏ. Có răm không cho anh? Ui, rau răm ở đây nhiều nhờ. Mỗi khi anh em, hôm nào anh em mình lên đây, anh em chỉ mang chữ vị lộ lên thôi. Ăn với rau này. Cá chạch à? Cá chạch. Nhanh nhờ. Anh vừa thấy một tô ở đây nhưng mà không thấy các bạn ạ. Một tô là một con đấy anh em nhé. Không kịp chứ. Chắc là anh em phải cho nữ kìa. Đọc bi cho anh. Ừ. Để em đọc bi kia đi. Từ từ đó. Xem con cá chạch gì đó. Ui da. Dạ. Chạy nhanh đấy. Ui. Như tên luôn này. Ui da. Một tay. Bắt cá phải hai tay anh ạ. Một tay khó bắt thật. Con đâu rồi? Thế rồi. Đâu rồi, cái nồi kia đâu rồi? Lỗ gì đấy chú Dũng? Hay chạy cả? Lươn bé. Tí luôn. Hố lươn. Lợp cơ nữa. Lợp lọt nào vẫn rú. Làm ma sợi quá à? Nó phải có khai thác tốn thiết ác đi. Nó còn nằm nan, nó còn nằm đây.
Không còn nước, không vào ruộng này. Chú anh tiếc con đấy lắm này. Thấy hai con cá trạch kia mà không được con nào anh em ạ. Chú hết vào bùn rồi. Nhanh hơn cả lươn đấy nhỉ. Con lươn thì nó dài hơn, nó dài hơn, nó không chạy ngay được. Em chạch nó ngắn. Tiếc nhỉ, cho anh nhỉ. Sợ vẫn ở đây. Ừ, nhưng mà sợ nó vào sâu mất rồi. Đúng như anh em mình hôm để ôn mút để ở trước cái nhà mình làm chạch chúa cho anh nhờ. Con đấy to thật đấy. Làm măng chua ăn ở nhà cho anh ấy. Bây giờ thì cái suối kia không có nữa rồi nhỉ. Nó thải vào nhiều rồi. Ui, con gì đây? Con gì đây chú Dung? Cả ăn ở đây. Ui, ba, không hiểu cho ra chú. Hình như là con lươn hay sao ấy. To đen. Ừ. Ở đây đã. Ở đây cũng thấy một con. Đợi em tí, em thơm nhá. Ôi, kìa. Kìa, chọc đi. Nó có đúng được này. Con lươn. Lươn. Lươn con lươn, lẹo. Con lươn nằm lẹo. Ấy dạ, chú anh. Ấy dạ. Tay kìa như kìm. Tay như kìm nhở. Sợ kìm chưa? Ừ. Từ nay trở đi chú cũng chẳng dùng kìm nữa. Ừ. Con lươn này, chạy cả. Ui. Ui. Đâu rồi? Ôi kìa, ui, béo ác. Này, chạch tự nhiên nó như này thôi nhỉ. Con nhỏ thôi, tự nhiên nó nhỏ. Nó phải như thế này chứ. Chạch ở chợ nó to. Đâu chỗ đâu rồi? Chạch ở chợ nó to và nó dẹp hơn nhỉ. Ôi anh em ạ. Chạch tự nhiên nó tròn thế này anh em ạ. Chạch tự nhiên nó không nhiều vân. Ý. Quá là ok. Bây giờ có hai con này. Một đôi nhỉ bác Khánh nhỉ. Ui con cua em thơm. Bắt ra đi. Vào trong gì rồi? Ở trong này hả? Nó đi vào trong của chú anh. Ô, gầy nó cô. Ô. Ô. Ui. Đây, ra đây rồi. Chú ra đây rồi, chú anh ơi. Nó trong này này, ra đây này. Đây hả? Ừ. Dạ. Không đây à? Ở đây này, ở chỗ này này. Đấy, chú có thể chơi. Vừa thấy mà, vừa chạy mà. Ôi, con này con lùi nhanh thật. Không được luôn này. Nào thật đấy nhỉ. Đây được rồi. Con khác con kia to hơn nhờ. Chú thấy ra, lại thấy nó ra. À được rồi, một con nữa này. Lại một con nữa, đây rồi. Cái này này. Hai con. Này. Còn đây đúng không? Đây này. Nó chạy đi đâu rồi? À đấy, ừ đấy, đúng con này thôi. Đấy, đúng con này đúng không? Đúng rồi. Chuẩn đúng không? Chỗ này thì phải được ngay. Nóc vi này ra. Ô cái này nó ngâm mà để làm lõm sao đấy. Ở kia cơ, ui. Kia cơ cho anh. Đó. Ui ai. Con to thế. Đấy. Quá đỉnh. Ừ, anh em kiểu chơi để nó đỉnh ấy. Ừ, để lên đỉnh. Hết rồi sao ấy. Ừ. Thế giờ có thấy con đấy thôi mà. Thì con kia chạy vào đây thôi. Cho anh. Ui con to. Ui đây. Giời. Ui em thơm. Ui em thơm nhanh. Nhiều kinh khủng luôn. Nhiều kinh khủng. Đấy cho nước cho. Con thơm ạ. Có ăn ngay. Chạch nó còn chạch ta đấy chứ nhỉ. Chạch ta. Chạch ta nó. Chạch đồng luôn đúng không? Chạch công nghiệp kia thì không ngon mấy.
Cái kinh nghiệm kia nó cũng có trứng ác đấy, em thưa bạn. Ở tay chú kìa, mưa tay mụp. Ở để mưa phải mưa đấy. Đây. Quá đỉnh cao luôn. Đỉnh của chóp luôn. Ôi giời. Nhảy ác nhảy tưng. Con này mà làm một gỏi thì cho anh nhỉ. Ờ. Nhưng mà dai chú ăn rồi. Không ăn được. Lúc trước mình ăn được. Mình ăn thế này. Mình cũng được khá cá rồi anh em ạ. Anh em mình sẽ đi lấy cân me đất về để nấu với cá này, làm. Em thơm nhỉ? Me đất. Nghệ y của em lấy thì không phải đâu nhỉ cho anh nhỉ? Sai rồi em thơm. Cái này. Cái này mới đúng, à nhìn ra cái này mới đúng. Ông lấy như thế thì cháu còn chưa chắc đã ăn. Ở đây. Buồn cười đúng không? Cười. Mình cứ tưởng nó đúng hết ấy, nó giống nhau ấy. Nhầm. Ồ, đây đá. Hòn đá. Trước làm sinh nhật cho anh ở đây nhờ. Ăn phiện nướng mà. Nhớ đến sinh nhật cho anh ở đây lắm, cho anh làm gì đây? Cậu một khách thứ mất đấy quá. Đây anh em ơi. Đấy, quá nhiều cá hôm nay. Được đấy. Chiến lợi phẩm của anh em mình. Kiểu dân bản mấy anh em họ cũng không đi nhỉ. Cấy xong là cá nó dồn về suối hết. Cá nó dồn về suối anh em ạ. Ý, anh em thấy chưa? Úi, mà xuống rất là mấy em chạy cái này, em chạy tự nhiên này này. Quá là ok luôn. Đây. Chạy tự nhiên. Mang xuống dưới này này. Em chạy tự nhiên. Mang xuống dưới để làm đi. Ôi, bây giờ cá chạy mấy xuất hiện này. Ừ. Mình phải đi mua rừng chứ chú Dũng. Mua cả lồi phòng bia ấy. Vâng. Để kia chú ai. Nó còn cả đi này. Cái đấy thì chết. Còn cả đi nhiều ma lắm. Nhiều ma lắm. Bú. Ờ, nghe nói nhất bảo là có chỗ nào để dình chim tắm à? Chạch cho anh em ạ. Thấy bố của Nhất bảo là nó xuống nhiều quá, nó cảm lạnh, nó còn chết ở đấy đời mà. Chết nữa là được rồi. Được nhiều phết nhờ anh em rồi. Con này to thật đấy. Cháu sợ. Con này giống như kiểu là hôm qua chết được. Chạch nuôi ấy. Độ nó to anh em ạ. Chạch nuôi nó dẹp, nó không tròn này đâu. Đúng rồi. Bộ to đấy anh em ạ. Bộ trung. Thật lắm thì ta cảm ơn đã ứng cho hoa thì khỏi. Quá sang. Giờ nồi đã cho anh ạ. Bữa đấy xuống sẽ áng. Ông ta cũng sẽ hạt nhớ mũ sẵn lộ. Áng hậu ấy mà. Còn chứ nó phải phạt. Giờ con nào giết con đấy rồi rồi mới ơi đi. Giữ rửa cho nó sạch được thơm ạ. Đấy em thơm cho nó hết nước này cho nó xem anh em mình được bao nhiêu này. Mà hôm nay anh em mình. Ok nó đem thôi ạ. Mình sau. Hôm nay anh em mình có thêm thằng em Nhất, cháu của chú anh các bạn ạ, ở cơ sở mới đi cùng. Em nó có ruộng nương ở trên này, em nó biết là chỗ nào có cá nhiều. Ui. Đi cùng. Ui. Em nó xuống thật. Ui, chú xuống xem nào. Bảo rồi chú bạn xuống đây. Thảo nào chú anh sang đấy không nói kém gì, chỗ này có cá. Chú anh béo lên đấy. Nhìn nó ác luôn. Chạy đây. Mà toàn lạc sản lắm. Ôi giời. Sướng. Còn nếu mà chơi khống thì nói gì. Ôi. Đẹp nón vàng. Để ảo thế nhá. Đẹp bạo cơ lên. Nó tô hả cụ. Bạo. Các cụ là nữa. Tắc ngóng. Đấy. Tắc ngóng. Chiêu.
Đấy, sao mà? Sao mà? Ờ. Giết em nó bằng lưới. Khử trùng. Sát khuẩn anh em ạ. Khử trùng. Ôi giời, sát khuẩn là đi một chút anh em mình nhảy em sát. Hôm nay làm chính là anh em mình sát khuẩn anh em nhé. Anh em mình chơi hệ lạ. Đây này. Các anh có nhớ cái gì không làm cái này? Hai chắn. Ba cái gì nhỉ? Bán hết mặt trắng. Sợ nhờ. Cờ vàng à? Ừ, ngày xưa chú chơi hết 200-300 triệu ấy. Mới biết nói ra chứ. Cái gì này đúng không? Bán sạch mặt trắng đúng không? Tuổi 85 ở mặt thai thì chú mà không chơi cờ vàng thì rồi rất đỉnh đúng không? Giàu rồi. Chú phá nhiều quá. Chú đi mấy cái nương ấy đúng không? Ở đâu nương này chú ấy thôi, chú đổi cho thằng Khùi thôi nhá. Với bằng ô tô đúng không? Cái gì cũng phải viết một tí cho anh ạ. Cái gì phải cuộc viết sống chứ. Chú ấy thôi, chú đổi cho thằng Khùi với bằng ô tô thôi. Cái gì cuộc sống phải viết. Tái gì anh ạ? Muối mà bác anh. Sát trùng. Cái này mất tanh rồi. Tanh kinh khủng. Sợ. Mùi của anh em mình này được bằng đấy anh em ạ. Được một chậu đi, cả nước. Được một áng đúng không? Một áng. Rửa đi, rửa thớt đi. Rửa thớt rồi à, cho ướt mất khén nhạc vào cái này tí đi. Hoa rừng rừng của anh em nha. Quá đỉnh luôn rồi. Ờ. Tập mân nát ọ đây là soi mày. Cho một con đi sao? Cho anh cho mình nhiều mì đấy. Ừ, ngọt được. Ngọt nước rồi. Nó rẽ thương. Đấy, mình nhánh ra đây. Cái này có một riềng, nó riềng một tí nữa không? Đúng không nhỉ? Măng riềng là cái thơm đúng không? Ờ, măng riềng mình như có rồi đấy, mùa này. Có đây rồi mà. Đây, nhà cháu đồng. À. Tớm đúng không? Có 4-5 cây mà một cái đi. Tí đổ vào chậu này ăn thì nhiều phết đi, gần chậu thật nhỉ. Có hỏi nữa, cả nước nó tí là bằng này đấy nhỉ cho anh nhỉ. Ừ. Cho nhiều nước. Khi hai ống
có được không nhỉ? Được, ok, ống to cho nhớt vào tí. Ôi, anh em mình làm anh. Món này ăn được anh ạ. Ừ. Ăn tốt đấy bác Khánh ạ. Tốt thịt anh nấy đấy cho anh. Ừ. Ai nấy? Thế nằm mà đi chân nằm hò nghe bạn. Bạn cứ là thằng nhau thì tôi phải cho con. Đúng đấy, đúng rồi đấy. Lạp, lạp, lạp. Ui, phải đó. Con ơi. Sức khỏe nó con hết sáng. Sức khỏe đi xuống. Học lên cắp cuốn lên mày nha. Ừ. Học với tỏ sách đấy bà đấy. Để biết phi vụ thế này kín thế này cả đó. Cắt cườn anh em nhá, chín rồi. Anh em đủ ven. Căng thật, tôm sụp cái này. Sôi ác không? Rồi. Ủa cái này cũng sôi ác. Phải sôi chứ. Đúng ạ. Ui thơm thế. Ui dồi ôi cái đấy. Ui. À tưởng rơi mất miếng thịt không phải đâu. Đây là cái này to, thơm thế. Đúng là có cái ấy. Ui dồi ôi. Thơm phức. Cái kia nó phải dính vào đây đấy. Bởi vì nó cháy cái kia mà. Vào. Ui giời ơi. Càng quá. Dính hết rồi. Ôi, hạt lông. Ui. Ui giời ơi. Nó dính. Nó dính nồi ác nhờ. Ô. Đây, nó còn đặc ác. Xíu đi cho anh ơi. Ô, cái này được. Từ từ cho anh ơi. Khưng. Còn sót một tí nữa. Không sót nhiều đấy. Nó dính nồi ác cho anh ạ. Còn một tí thôi. Rót rót vào đấy nhá anh nhá, rót vitamin hung hăng nhá. Rượu vì video làm đi không? Luôn đi. Không còn uống được đúng không? Ừ, không. Cứ dùng còn tay còn nương. Đây, uống đi. Đây, cầm hết sạch rồi. Nó không có quên không làm nắp đít của nó tắc. Không cần. Mình phải là cái này làm cho những người nào phải uống một đỏ. Ờ, một đỏ thôi, hay làm gì hai đỏ. Hai đỏ tốn, tốn lắm luôn. Rồi, ôi xời. Có thiếu một cái à? Có đủ mà. Đếm đủ mà. Đây. Đếm đủ người mà, đây. Đây, ở chỗ kia. Rồi. Đi này ngon nhỉ, tí mang về nhất ạ. Ống đấy. Ngồi đây bác Khánh, ngồi đi. Bác thì trình ác. Rồi, bác Khánh đây. Cho anh cầm hộ tí đi. Ừ. Yeah.
khi không bác còn uống say. Ông Hồ làm video bác còn không uống đi. Như video đúng không? Ừ. Họ cười ông ác ấy. Cười vào mỏ ấy. Ừ. Cầm chéo này không thì giờ làm ra hai bát đi, sai nhau quá. Ra bên kia một bát đi. Không tuổi nó. Có tiếp cái chẩm hồ này bác. Nào, ôi, đây nào. Mời tất cả anh em. Hôm nay Nhất đi chơi cùng. Đi chơi cùng được nhiều cá nhỉ. Đúng là Nhất. Hôm nay được bữa quá là ok. Rồi. Mời mọi người nhá. Được. Rượu nặng ác. Em Nhất bảo một đỏ luôn đi nhỉ. Đỏ chứ. Thôi, anh em đi, mời đi. Thôi. Mời nhá, mời mời anh em nhá. Mời người đi. Anh em nhá. Mời đi. Đói lắm rồi đúng không? Được đâu. Thôi ăn đi. Thôi lên đi. Thôi. Làm món này trước đi nhờ. Thôi mời tất cả anh em nhá. Món này thì quá đỉnh cao anh em. Củ củ măng cho anh à. Lên măng măng tiết kiệm hết. Hôm vừa ăn rồi. Mấy một củ. Thôi mời anh em nhá. Vừa ăn hôm qua gì? Mời tất cả mọi người nhá. Cá suối anh em ạ. Cắt cơn em cá suối, hôm nay sinh rồi cá suối. Lên. Lên em cá suối. Xuống anh em ạ. Công nhận ngọt hơn. Ngươi. Sợ. Sợ mà Khánh chưa ăn. Mà lắm. Lên em bóng. Được, anh em lên, mời anh em lên. Lên. Được. Xong rồi. Xong. Anh em. Anh ạ. Ngươi. Anh ấy. Xuống ra, khô ra. Nhưng mà chưa khô. Anh em lá này ngon đấy. Kén thịt lợn. Bác Khánh bị như này đâu chưa? Mấy năm rồi? Mới bị vỡ quá. À, mới bị... Uống rượu, uống thuốc, uống rượu vào đi. Ảnh hưởng cho anh em. Hôm qua cái bảo được cái nó căng như thế này. Ở lúc mà vẫn tỉnh, ở lúc vẫn tỉnh thế này. Lắm hay không? Thôi, bỏ nó đi. Ăn đây anh em đi. Cơm nước lên đi. Ngợi lắm. Thôi mời anh em đi nhỉ. Thôi mời đi. Tiếp tục mời anh em đi. Đưa hai đi. Ui, cái thương ngon lắm. Ăn được. Lá này có mà, có giá túi. Có da thối. Không phải nói nữa. Lâu lắm rồi mình không ăn da thối nhỉ. Không nào làm đi, để chú làm cho. Ủa, đơn giản. Mang mua da về. Rồi lấy con. Mình mua cho. Con thì mình mua thú chính rồi, đúng không? Mua chỗ tàu tụ nó ấy nhỉ. Từ đây về ăn chắc ngon đấy. Quá ngợi cả. Nầm của nó. Ăn theo ạ. Nầm mà cái đấy. Mú nó. Nầm có lại lắm. Anh em tót cũng nhiều chưa. Má lán mốc khả sau chảy sống cân nữa. Ừ. Ăn làm rượu ấy. Ừ, gió đi. Gió. Mày tuôn khả tố đâu. Con khả á. À, con trâu á. Con trâu. Ok em thơm. Ô chẳng được gì này. À. Nó nhìn thấy gì ấy. Vào đây vào đi, ăn uống đàng hoàng. Ở đây, rất tán đời đúng không? Rượu có. Chú cho nó nghiêng ấy một tí cháu mới nhìn thấy chứ. Ok. Thì nó to như xưa mà nè. Bác anh thông cảm đi, say từ hôm qua rồi. Mà, sợ bác còn không đến ở nhà ấy. Thì quá. Em đây đi. Thôi, đây là chú rồi. Em đây em thơm. Kiểu lên vì năm đi mà. Ừ. Úi dồi. Uống cho nó. Lá hàm mỏ. Lâu lắm rồi không được uống rượu ấy. Đây đi. Ủa lâu lắm không có em thơm rót rượu cho uống ấy. Sướng đúng không? Mấy năm rồi nhỉ. Ừ, sướng. Thôi anh em lên con cá đi. Cá lam nhỉ. Xuống thứ. Làm con thêm một miếng chạch nào. Đây làm miếng chạch anh em ạ. Ăn nó ghém với lá này ngậy. Lá nhội anh em ạ. Thương nhất như hết nhờ. Ông lam ấy, ông nóng hàng. Lam quá còn chấm chẩm chéo nữa anh em ạ. Mời anh em nhá. Cá lam, cá trạch lam, chấm chẩm chéo. Ông trên này, thằng trên nữa nhỉ. Ống sọt. Mày sọt. Không phải. Không phải quá. Mày hị à? Ống hị ạ. Ống hị ạ. Cái này nó mình làm lạt quán trung. Ngon lắm. Mời nhé. Lấy người bạn hịa về. Làm sao cũng được. Ghé lá không nhận ngon được. Sao kém. Mình thì kém. Đấy, tốt đấy. Không đa được đâu. Vừa á. Nó gì rồi? Nó gấy nhanh. Cái ăn măng của nó nhỉ. Cái nó giòn lắm. Giòn tan cây. Ngon ngợi.
Rồi nó còn giòn đấy chứ. Ờ, nó còn giòn nữa. Giòn à? Giòn chứ nó còn tan đấy em tớ mà. Giòn kiểu giòn tan đúng không? Ừ. Nếu mà mình cũng bảo. Thơm thật nhỉ, mình làm có cái hoa rừng rừng. Hoa rừng mà. Nhất đúng không? Ờ. Có nhất đây mà. Xong là thơm nữa nè. Ừ. Nhất, to nhất đây thơm rồi. Ở đây rồi. Hôm nay may có cháu nhất về chơi cùng lại có cá ăn nhỉ. Anh em lên kiểu anh em không biết chối. Gần ruộng em ấy, em mới biết. Các bạn em mới thả để ở đấy. Nuôi ở đấy mấy năm rồi. Cách thạch thả ấy. Tết là quên ruộng kia lấy bừa còn lấy con này lấy gọi làm quả cá nhảy cho mời chú anh không à? Em nhớ khao đi hôm nay nhỉ. Thế uống xin phép em uống nhất một hớp thôi nào. Ờ được, mừng việc. Em đây. Căng thế nhỉ. Căng thì cho nó trùng xuống. Bây giờ. Đại diện bên anh em mình đúng không? Không không phải đại diện nghe tình cảm riêng thôi. Đại diện thì nó xa xôi quá. Anh em mà ai tình cảm thì ấy thôi. Cô lò luôn nhá. Sức khỏe nhá. Ok em thơm, tí mình uống riêng em thơm. Tình cảm em thơm. Uống nó phải dốc như này nó mới đẳng cấp. Ừ đấy. Em thơm căng ác nhỉ. À được. Xứng tầm ấy. Bắt tay nhau giết không tính một giọt nào. Hôm nào đi gặp Nam thì gọi anh nhá. Ok. Ok. Ok em thơm. Bảo em thơm đi giải quyết cho hộ anh. Ui miếng cá trạch to đây này. Xếp ăn đây này. Cho ăn đi, cho ăn đi. Cho ăn đi, cho ăn đi, cho ăn đi. Có đầy mà. Ồ, sướng chưa? Có trứng không bác Khánh ạ? Bác Khánh cơm đi. Ăn mạnh vào đi. Ăn đi. Rượu bác Khánh không uống rồi thì ăn cơm đi. Bác Khánh rồi phun thành phẩm ở mâm. Thôi số rồi bác Khánh ạ. Bác không ăn cơm thì còn cháu buồn lắm. Buồn lắm luôn. Bác Khánh thì đổ bê tông suốt thế này. Hôm qua đổ căng quá. Toàn gặp em Huệ cả ngày. Bác Khánh ở nhà thì không ấy ai nhưng mà ra ngoài đi xa một loạt em. Em mới bầu vào đứng gọi luôn cho anh ạ. Hôm đi sông Mã chú không đi cùng ấy. May mà bác Khánh còn biết hát đối đấy. Không là anh em cũng rượu nôn em này. Hôm nay cháu nôn mà. Em thơm ra rồi. Nếu mà chú mới xuống ấy chú sẽ bảo nữa. Sao sao khó tần ơi chú sẽ bảo thế thôi. Vẫn nói mà chú Dũng cho anh. Vẫn nói mà. Chú không xem. Câu đấy cháu với chú Dũng nói ác. Mình nói chứ. Nói đi nói lại mà. Mọi khi còn nói. Mọi khi còn nói. Công nhận. Ở đấy thì công nhận. Mấy chị em phụ nữ ở sông Mã. Nhiệt tình. Nó uống dở. bằng mình cũng dở. Ước gì nếu mà mình chưa lấy vợ thì mình xuống sông Mã lấy vợ ở đấy. Tiếc. Lấy vợ sông Mã ngon. Chú mà lấy như thế. Đấy chú à. Người đẹp. Cơ sở 2 của chú lại bỏ đi xong rồi đi lấy ở sông Mã đi. Dần dần á thì chú làm cửa làm nhà xong thì chú sẽ làm công ty. Nó phải xuống kiểm tra xuống sông Mã ăn nhãn. Đây đây mà đẹp. Thế là ở Bản Thòn à? Bản Thòn. Khá năng nhịu mà chú anh. Bản sóng đang nhiều thì nó cũng gần ở chỗ ấy rồi. Nhiều lắm chú anh ạ, à. nhiều cò lắm. Cò hiền lắm, không được ở chỗ mình không? Ừ. Cò đấy hiền. Người đấy cũng hiền nhỉ? Người đấy còn hiền hơn cò á. Đất hiền, toàn người đẹp. Ừ. Mình thích là người đẹp hơn. Đất hiền thì chim đậu đúng không? Ừ. Đất lành chứ quên. Lành chim đậu. Người hiền thì người đậu. Ừ, người hiền thì có người đậu. Ừ. Rất đúng. Nào uống em thơm chén thôi nào. Từ từ cho lăng ăn nhở. Để cho làm miếng này đã. Dòng riêu tí nhỉ. Dòng riêu tí. Mấy năm rồi không được uống rượu em thơm. Mới khi tình cảm đúng không? Ờ, thời gian này chú ở xa. Thiếu thì ok anh em giúp nói thế thôi. 3 cân cũng được, không phải đến 5 cân đâu. Thế thì chiều xuống đấy. 5 cân căn bản muốn lấy sao câu nó để. Ờ đi, thế thì tối thì hôm qua chú Dũng nhắn tin riêng rồi. Thế thì anh em mình cứ gạ con 5 cân đi để lấy bao câu bảo thế. Thế anh em mới đi. Không, riêng cháu thì 3 cân cũng được. Thế anh em mới đi, thế anh em thì chiều là bắt con 3 cân dưới xuống luôn đi nhá. Ờ ok. Rồi xích ở nhà luôn được. Xin phép anh em nhá. Lâu ngày không gặp chú anh nhờ. Thôi, sức khỏe em thơm nhá. Sức khỏe chú nhá. Anh em nhá. Chúc chú sức khỏe làm ăn phát đạt nhá. Ở xa nhau anh em cũng phải thỉnh thoảng phải cạch nhau. Anh em mãi mãi một tình yêu nhá. Dốc chén đi, đừng bảo rơi nhiều quá nó khó ý ra. Mất cứ tẩy thế này mốt này.
cũng cảm thấy mệt mà anh nào lại phụ hạp phụ mưa hạp phụ thọ mà không bơm mau không chỉ nhịn cái này rồi uống đi rót đi hôm nay không có nhất thì đừng hỏi đúng không làm sao được bữa ngon như thế này không có nhất với không có dầu thì còn lâu đúng không nhớt với dầu nó đi với nhau dầu với cả nhất pha nhau vậy á mình dính bọ ngứa rồi sao ngứa thế lưng mình ấy 84 cân sợ nhỉ thật đấy nhỉ thon ác bây giờ tăng cân ác cho anh ạ từ tết đến bây giờ tăng 3 cân thế mới đều sợ phải chú tám côn đâu quá tám côn đây tám côn cháu vật chín đâu quá ok xét nhá sao đó chưa đỏ mía đỏ hơi áo ấy nữa này đó ăn chán tắc chán rồi quả này mình phải chết rồi. Là thầy giáo tổng đồ sau xí ra học em thơm rồi. 2000. 23 năm nay thôi. 23 tuổi rồi. Cái đứa bén bà nó mà hay quá. Thôi, bỏ thôi. Giờ đi đâu công an theo dõi hết rồi. Bảo em nhất đi bắt cá. Đúng rồi nhá. Ngân của Du có bảo là 100% là hết ngồi đi nghỉ nhá. Anh phải có một cái đam mê để không? Từ chú xuống ở dưới hình như ông này chơi cái 100 rồi. Chơi sợ lắm bảo chơi hết sạch tiền vào xuyên chủ quán 500.000 vẫn đang tiêu biểu đấy mà uống nó không đỏ mang xe đi chơi gái này mang xe đi chơi gái này bố mẹ vào thế thế này không được rồi cháu trai mời cơ mà thế thì tao cho sạch tay đi cả xe cả người có bị chơi nó sạch tay cháu trai mời mà anh đi uống đi quên không 50 uống đi nôn ra thôi nôn gì rượu ngon phải đó phải đó ai làm cái với mẹ sao rồi e là hi không mà giả mà ưa nơi hi giả mẹ đó không mà giả mà ưa nhưng mang chưa thà mang cái gì thế. À, bây giờ là anh em mình xin phép được kết thúc video của anh em tại đây nha anh em nhá. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào anh em nhá.